Ngày 24 tháng 5, phát biểu trong phiên điều trần tại Quốc hội, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira cảnh báo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới cờ 7 đang mất dần ảnh hưởng trên thế giới. Theo ông Vieira, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới cờ 20 và khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS đang dần thế chỗ cờ 7. Nhà ngoại giao nhấn mạnh, mặc dù BRICS không có điều lệ cũng như Ban thư ký thường trực, nhưng khối này là nền tảng của hợp tác quốc tế. Ngày nay đơn giản là không thể nói về hợp tác hoặc đàm phán quốc tế mà không tính đến G20 và BRICS. Thêm vào đó, tất cả các thành viên BRICS cũng là một phần của G20 và điều này quan trọng hơn G7. Ngoại trưởng Brazil nhận định không thể thảo luận các vấn đề toàn cầu cấp bách mà không có các nước đang phát triển, cụ thể là Ấn Độ, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên G20. Cũng tại phiên điều trần, tư lệnh ngành ngoại giao Brazil cho biết Chúng tôi đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc loại bỏ Nga và rủi ro của các biện pháp trừng phạt đơn phương. Theo ông, những hành động này không giúp tìm ra giải pháp thông qua đàm phán mà ngược lại thu hẹp không gian đối thoại và ngày càng đẩy chúng ta vào vòng xoáy đối đầu nguy hiểm.